Chào mừng các anh chị và các bạn lại đến với Nguyên Lê Channel. Thì hôm trước mình có làm một cái video, đó là năm cái điều mà nhà Rang không bao giờ muốn tiết lộ cho các bạn. Thì các bạn có thể lục cái video đó xem lại. Và cái điều đầu tiên mình muốn nói là các nhà Rang đều thích Rang động, không có muốn ra nhà. Thì chính cái tiêu đề đó nó gặp những cái phản biện của một số người là Rang động khó lắm, không phải dễ đâu. Hoặc có những anh chị em sẽ nghĩ là Rang động không phải là lúc nào cũng đều đều. Và cũng có một bạn trước đó đã nhắn với mình là anh có thể giải thích cho mọi người được hiểu rằng là dạo này nhiều người đang mắc cái sai lầm nghĩ là đồ đểu thì mới rang động. Thì để hiểu rõ cái vấn đề này hơn thì chúng ta phải trở lại ngược dòng lịch sử để xem lại cái phản biện này nó có đúng hay không. Từ cái thời mà Ethiopia người ta phát hiện ra cái cà phê thì người ta đã sử dụng nó như thế nào? Thì sự tích các anh chị đã biết rồi, đó là người Ethiopia, người chăn dê của Ethiopia phát hiện ra cái cây cà phê. Mà sự tích thì mình cũng có, lúc đó mình có đẻ đâu, mình biết thì mình nghe vậy thôi. Nhưng theo cái góc nhìn quan sát của mình và tổng hợp những kiến thức thì các anh chị sẽ thấy là lúc cái anh chàng đó anh đốt cái cây cà phê, anh ghét quá anh đốt mà, thì nó mới sinh ra cái mùi, rồi họ là chứng tỏ nó phải cháy. Rồi người ta mới đem cái hạt cà phê đó về người ta rang. Thì người ta cũng phải rang bằng chảo thôi. Hồi xưa làm gì có công nghệ gì bằng củi, bằng chảo gần chết, cho nên nó phải cháy. Rồi người Ottoman với gọi là phát triển, du nhập và phát triển cái cà phê nó khắp cái đế chế Ottoman thì họ cũng rang đậm luôn. Các bạn thấy người Ottoman uống cà phê đậm không? Rồi chạy qua đến nước Ý nữa. Các bạn mà mở ra cái túi mà nó ghi là Italian Roast là các bạn nhìn đen thui luôn. Tiếp mở chạy qua French Roast có nghĩa là rang chữ Pháp rồi cho nó cũng đậm đen luôn. Rồi tới Tây Ban Nha nữa, Spanish nữa thì nó đen thui thôi. Cho nên nói về cà phê thì chúng ta sẽ hiểu rằng là đậm. Chắc chắn là nó đậm và đắng bởi vì nguyên thủy của nó từ khúc lúc phát hiện nó ra cho tới lúc người ta sử dụng thì người ta thiên về đậm. Chỉ có người Đức mà trở lên phía Bắc Âu á thì người ta uống bởi vì nó lạnh quá. Người ta uống thay nước. Cho nên gọi không phải thay nước mà gọi là thay trà, cho nên người ta rang nhạt. Còn nguyên thổ thủy tổ của cái hạt cà phê là thường người ta thích rang đậm, cho nên nói về đậm là phải nói về cà phê, đó là chữ đầu tiên rồi. Còn trà thì nó thanh, nó nhạt hơn, uống nhiều nước hơn. Và cái tư duy đó gắn liền rất là lâu thì nó hoàn toàn là chính xác, không có gì sai. Nhưng mà tuy nhiên sau này á, mọi cái sự phát triển nó lên á thì bắt đầu các bạn biết hồi đó cà phê nó đắt lắm, nó tính bằng hạt, cho nên đâu phải ai cũng có cái điều kiện uống cà phê. Cái chuyện logistics là cái chuyện vận chuyển hàng hóa nó rất là khó khăn, cho nên không phải dễ mà chúng ta đưa một cái hàng cà phê tới cho mọi người uống, khó lắm, cho nên nó rất là đắt đỏ. Rồi tiếp theo nữa, sau khi cái lịch sử nó phát triển như thế thì sao, thì nhiều người được tiếp cận cây cà phê, bắt đầu được tiếp cận thì bắt đầu hàng hóa nó sẽ không còn là gọi là limited nữa, nó không còn là chỉnh chu nữa, không còn dành cho giới thượng lưu nữa, mà nó dành cho giới đại chúng hơn, mọi người hơn, bình dân hơn. Thì bắt đầu người ta cũng giữ cái phong cách rang dark roast đó, như cái dark roast đó để che lấp những khuyết điểm của cái hạt cà phê chất lượng kém. Chứ thực ra cà phê rang dark roast rang nó vẫn rất là ngon. Thì nói tới đây á thì các bạn sẽ thấy như thế này. Vậy thì hỏi là cà phê dark roast nó có ngon hay không, thì hiện tay trên tay mình á, mình phát hiện ra cũng không phải mới đâu, nhưng mà cái điều này nó rất là lâu rồi. Nhưng mà lý do các bạn biết tại sao mình không làm dark roast cho mọi người uống không? Bởi vì khi mình làm dark roast một sản phẩm chất lượng cao á thì nó sẽ dễ bị đánh đồng và nó tạo ra một cái rủi ro cho một người sản xuất. Tôi thấy nó cũng đậm đậm rồi, nó cũng đen đen mà sao mày bắn mắt dữ vậy. Thì trên tay mình đây, đây đây là cái gói Vero Espresso đậm, nó có giá gần 1 triệu một ký á các bạn, gần 1 triệu một ký. Thì các bạn có dám để mua nó để thử và so sánh với cái rô mà các bạn đang truyền thống, các bạn đang sử dụng 200-300 ngàn không? Đó là những cái trắc trở mà khi mình làm những cái mã hàng rang động.
Nhưng mà tuy nhiên khi các bạn ngửi vô một cái, chỉ cần nghe thôi là không phải đâu, nó đánh thức cả năm giác quan của các bạn luôn. Có nghĩa là mình nhìn cái hạt thôi là mình thấy nó mướt rồi, nó mượt mà rồi. Rang đậm nhưng nó không đổ dầu nha. Nếu mà hạt cà phê xịn mà rang đậm nó sẽ không đổ dầu. Bởi vì nó kết cấu nó rất là chắc, nó không có bể ra được. Đó là thị giác của mình. Xúc giác là rờ nó mượt mà, không có chảy dầu tùm lem, nó không có dơ, nó không có bẩn, không có rít. Khứu giác của mình thì thôi tôi nghe, nghe cái mùi là muốn, nghe thôi là muốn xỉu rồi. Nó nồng nàn mà nó dễ thương. Mà khi cái mùi đó chính là cái mùi mà sau này người ta bắt chước cái mùi để tẩm trộn cà phê á. Các anh chị nghe những loại cao cấp, nghe cái mùi là nó dậy cả một khu vực luôn. Rồi nó đánh thức cái gì? Vị giác. Uống vô nó thật sự đậm đà và dày vị. Đó. Cho nên cái hạt cà phê đậm nó vậy. Nhưng mà nhược điểm của nó là nó đắt. Dĩ nhiên cái miếng bò tái á, thì bò ngon thì ta làm tái, nhưng mà bò điểu thì chắc chắn không làm tái được rồi. Nhưng mà miếng bò ngon có thể nấu chín, cũng có thể làm tái, cũng có thể nấu chín. Thì bò điểu cũng có thể làm chín. Thì cái rủi ro là cái option đó, nó khiến cho người ta nghĩ là cà phê điểu mới rang đậm, còn cà phê xịn ít ra rang đậm. Mà như mình thì đâu có muốn rủi ro về phía mình. Rồi các bạn hình dung nữa nè, ví dạy cho các bạn dễ hiểu. Giống như là thanh niên, đàn ông mình hay uống cà phê, mình ví phụ nữ đi. Thì mình kêu là cái Arabica như một người phụ nữ á, rang nhạt á, thì nó dễ bốc lên lắm, dễ lắm. Giống như gái 17, 18 thì lúc nào nhìn nó cũng mơn mởn, xanh tươi à, cho dù có gì duy chăng nữa thì đã gọi là tươi trẻ mà. Tươi trẻ là tự nhiên nó đẹp mà. Nó vừa năng động, nó vừa trẻ trung, tự nhiên nó đẹp. Nhưng mà tới 30 mà 40 á, mà còn đẹp nữa thì cái lúc này nó mới căng. Thì nó tự chơi nhầm nhiều việc chúng ta rang nó đậm hơn. Mà để phụ nữ 30, 40 mà đẹp á, thì chắc chắn với bạn điều thời trẻ là cũng đẹp rồi. Chắc chắn là thời trẻ người ta đã đẹp. Và giữ được cái nét đẹp đó trong mấy chục năm như thế, thì chứng tỏ là cái nội lực của họ rất là lớn, rèn luyện rất là lớn, tố chất rất là lớn. Cho nên đúng nghĩa, thật sự mà đúng nghĩa, rang đậm mà vẫn còn ngon được, mà vẫn bốc lên được, vẫn tạo được một cái đặc trưng rất khác biệt, thì đúng là đồ xịn thiệt. Chứ nó không phải hoàn toàn là đồ dởm giống như mình nói. Nhưng đa phần là những nhà rang họ đang dựa trên cái sự lấp liếm đó để che đậy, cho nên là đa số nó sẽ bị chúng ta hiểu nhầm là đồ xịn không thể rang đậm được. Tất nhiên đồ xịn đang nhạt được thì phải rang đậm được chứ. Mà mình cũng cũng nói luôn là để rang đậm như vậy thì các anh chị có dám bỏ ra một số tiền gấp 3 lần những cái số thông thường để thử cái việc rang đậm này không? Mình nghĩ đó nó khó khó. Nên là cho nên nhà rang ít khi quyết định. Và trong số mười mấy chục cái mã hàng của mình á, thì mình chỉ có đúng hai mã rang đậm thôi. Mà hai mã rang đậm thì nó phải lựa chọn cái tố chất thực sự là phải gọi là cái hạt nó phải đủ chắc, cái hạt nó phải đủ nền tảng thì nó rang đậm, nó mới giữ được cái hương lâu, vừa bốc mà vừa lâu mà vừa không đổ dầu, mà khiến cho cái rang chạm tới là ưng ý ngay từ cái cảm xúc đầu tiên thôi thì nó ưng ý ngay. Thì đó là một điều khó. Thì các bạn cũng đừng có hỏi mình là hạt gì nha, hạt gì rồi rang bao nhiêu độ, rang bao nhiêu lâu, bao nhiêu vuốt, đừng có hỏi chuyện đó. Hỏi đi, đôi khi có những cái bí kíp nó mình không thể chia sẻ được sâu được. Đã gọi là bí kíp mà sao chia sẻ được, không phải muốn giữ riêng cho mình, nhưng nó là cái từng trải, cái phải kinh qua, cái phải đổ xương, đổ máu, đổ tiền, đổ nước mắt, đổ mồ hôi, đổ trải nghiệm. Và sự thấu hiểu của mỗi người nó ở một khía cạnh khác nhau. Cho dù mình có nói cho các bạn thì đôi khi các bạn cũng không thể hiểu được nó giá trị đến thế nào. Thì các bạn phải thử thôi. Thử thì mình sẽ có hai cái mã gọi là Vero Espresso rang đậm. Nó có thể đậm, đậm thôi, không có chữ rang nha. Đậm nó có thể dùng pha phin cũng được, pha espresso được. Thì đâu đó nó khoảng 1 triệu ký. Còn cái mức mà cũng đậm nhưng mà nó không cao cấp bằng, thì nó đâu đó nó khoảng 600, nó cũng có thể hợp lý hơn. Nhưng mà dĩ nhiên thì nó tiền nào nó cũng đó thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ gọi là trải nghiệm, mà cà phê là trải nghiệm. Đối với mình ta nói một câu thế này:
Đối với đàn ông á thì cà phê giống như những mối tình của họ, phải trải qua được nhiều mối tình rồi cuối cùng mới chọn một mối tình và sống hết đời với nó. Thì mình cũng vậy thôi. Cà phê đừng có hỏi mình anh ơi vị nó làm sao, bạn ơi vị nó làm sao, mô tả cái sao mô tả. Mình phải kinh qua, mình phải rờ rẫm nó, mình phải say sưa với mình, hít hà với mình, lắm nhắm nháp với nó, mình lắp mình liếm láp nó thì mình mới ra được chứ. Giờ hỏi tôi cái sao mô tả, sao tôi mô tả. Cho nên đừng đừng tiết kiệm cái cảm giác của mình. Sống là trải nghiệm, sống để thưởng thức rồi sống mới ra được quyết định. Chứ đừng có nghe, trời tôi nói khổ quá, cà phê mà cứ nghe người này nói người kia nói thì không bao giờ khá lên được. Mình phải tự trải nghiệm, đúc kết cho mình. Có người thầy hướng dẫn nhưng mà mình phải tự trải nghiệm thì mình mới ra được vấn đề. Việc năng động nó có thực sự là xấu hay không thì mình cũng đính chính lại là nó không thực sự xấu, nhưng nó mang lại một cái rủi ro cho một người sản xuất. Cái số thích đậm á, thật sự á, thì nhiều. Nhưng mà đậm mà ngon á, thì nó đắt. Mà số mà thích đắt á, thì lại ít quá. Cho nên các bạn rất hiếm thấy mà cái gọi là sản phẩm vừa xịn đắt người ta đang đáp. Nó khó là như vậy đó. Chứ không phải là nó có cái lý do để nó diễn biến ra như thế. Mà khi các anh chị thử cái đáp này rồi thì các anh chị coi là mê chết luôn. Bởi vì nó có một cái phong vị khó mà có thể các nhà rang là nó có được cái điều đó. Chỉ là chi hơi bị nhiều thôi. Vượt qua được cảnh này thì các anh chị sẽ được thưởng thức một cái gọi là đủ sâu sắc, đủ tinh tế. Như một người phụ nữ mà gọi là mặn mà trải nghiệm đủ xanh sỏi xanh đời. Cái việc năng động nó có thực sự là xấu hay không thì mình cũng đính chính lại là nó không thực sự xấu, nhưng nó mang lại một cái rủi ro cho một người sản xuất. Nó khiến dễ bị đánh đồng với những cái khác. Mà nếu không chọn được nguồn nguyên liệu tốt, cái bàn răng đậm là cái bàn chết liền. Nó đổ dầu từ lưa từ la hết. Mùi thì nó bốc lên liền nhưng nó mất nhanh lắm. Nó không có dài. Nó tức thời thôi. Còn mà răng đậm mà để đẳng cấp được lâu ấy, thì nó phải là nguồn nguyên liệu. Và cái này mới tối ưu này. Đó là kỹ thuật răng. Cái kỹ thuật rang làm sao mà nó vừa không đổ dầu mà nó vừa giữ lại hương lâu. Thì bây giờ những cái máy móc mới nó hỗ trợ cho mình thì mình mới làm được cái điều đó. Chứ nó không hề dễ. Nó cũng không hề dễ. Nhưng mà con gái 18 thì lúc nào cũng tươi trẻ. Còn 30, 40 mà đẹp thì đúng là cái này mới là của hiếm. Của hiếm rất là hiếm. Nên Starbucks họ rất là thích chọn. Mình chỉ chia sẻ một xíu thôi. Đó là Starbucks họ thích chọn cái hạt Sumatra của Indonesia. Sumatra thì các bạn cứ lên ra tay Sumatra. Đây Sumatra nó được mang cái đặc tính là đậm vị, chắc, dày, ít chua. Người Mỹ thì thích, không có thích chua nha. Đậm vị dày, ít chua cho nên họ dùng cái Sumatra và họ rang đậm thì cái Sumatra nó cũng rất là hay. Nhưng mà tuy nhiên mình thì không thích cái vị Sumatra ở một xíu đó thôi là nó hơi bị khoáng chất nhiều. Cho nên nghe nó hơi có vẻ hơi mùi tro một chút. Cái mùi tro là cái mùi mà cái bệ nấu bếp rồi lấy cái tro đó ra mình hửi thì nó hơi tăng tăng chút xíu của mùi khoáng rồi nó làm cho mình cảm giác nó hơi bị không thích chút xíu. Nhưng mà khi vượt qua được thì nó là một cái sản phẩm phải nói là nó khác biệt, nó rất hay ho. Đối với A Việt Nam của mình cũng vậy, chúng ta đang bị thiếu đi cái chăm sóc. Có nghĩa là chúng ta đang cạn kiệt hóa cái nguồn tài nguyên của mình. Người ta 1 hectare người ta có 2 tấn à, mình 5-6 tấn thì lấy đâu, đất nó không kịp phục hồi để đưa lại cái dưỡng chất lên cho cái hạt thì lấy đâu ra cái hạt nó ngon. Nhưng mình trồng mình ăn mà mình cứ lấy bất sản lượng không thì không thể nào ngon được. Còn cà phê Việt Nam còn phải tiến xa lắm mới xa được với người ta, phải thay đổi cái tư duy từ cái lượng sang cái chất á thì nó mới được, phải thay đổi về cái giống, thay đổi về cách bón phân. Rồi mới tới cái hái, rồi mới tới cái sơ chế, rồi mới tới kỹ thuật rang thì chúng ta còn dài lắm. Mình mới tiếp cận đây thôi, thì mình còn mấy chục năm nữa mới đuổi kịp người ta. Cho nên các bạn sẽ cứ yên tâm đi. Ngành cà phê này còn vui vẻ lắm, còn phức tạp và còn hứng thú để chúng ta tiếp tục trải nghiệm, khám phá và đi xa hơn. Mà mỗi lần như vậy là mình rất là hứng thú để đem lại cho các bạn những cái sản phẩm mà nó hay ho hơn. Kể cả mình cũng rất là cảm xúc với nó. Nghe phải là mình thấy thích rồi. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe và theo dõi kênh mình được phát sóng thường xuyên vào lúc 19 giờ thứ năm hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.